chào các em. Cô xin tự giới thiệu. Cô là Lê Thị An, giáo viên trường tiểu học Tân Dân, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Cô rất vui được đồng hành cùng các em trong tiết đọc bút hôm nay. Để tiết học đạt hiệu quả, các em hãy chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập, chú ý lắng nghe cô giảng bài. Yêu cầu của tiết học cần đạt đó là các em phải nắm được ý nghĩa của việc nhận lỗi và sửa lỗi, nêu được vì sao phải nhận lỗi và sửa lỗi. Trước khi vào bài học, cô trò mình cùng xem clip sau nhé. Chuyện gì xảy ra với chú vịt judo? À, chú đã đổ nước ra sách của ba. Chú cảm thấy như thế nào? Đúng rồi, chú lo lắng, sợ hãi và không biết phải nói gì với ba. Vậy em đã bao giờ mắc lỗi chưa? Lần mắc lỗi nào mà em nhớ nhất? Em đã làm gì khi mắc lỗi đó? Vậy là cô thấy các em đã thẳng thắn kể ra lỗi của mình. Thế là các em đã biết nhận lỗi rồi đấy. Các em ạ, trong cuộc sống hàng ngày, ta không tránh khỏi những lúc sai lầm hay mắc lỗi. Vậy khi mắc lỗi, mình cần phải làm gì và làm như thế nào? Cô và các em cùng tìm hiểu nội dung này qua chủ đề 4, nhận lỗi và sửa lỗi. Bài 6, nhận lỗi và sửa lỗi, tiết 1. Các em cùng mở sách trang 29. Cô cùng các em bước vào hoạt động thứ nhất, khám phá biểu hiện của biết nhận lỗi và sửa lỗi. Bây giờ, các em cùng quan sát tranh và cho cô biết có mấy bức tranh và nêu nội dung từng tranh. Đúng rồi các em ạ. Nội dung của tranh 1 là mẹ đang nhắc nhở bạn nhỏ. Tranh 2, cô giáo đang nhắc nhở bạn học sinh. Còn tranh 3 thể hiện nội dung chị đang đỡ em dậy. Các em vừa quan sát tranh xong và nêu rõ nội dung của từng bức tranh rồi đấy. Bây giờ các em đi vào trả lời câu hỏi nào. Các bạn trong tranh đã mắc lỗi gì? Các bạn đã nhận lỗi và sửa lỗi như thế nào? Vậy theo em, cần làm gì khi mắc lỗi? Tranh 1, bạn nhỏ làm vỡ bát và đã biết xin lỗi mẹ. Bạn còn hứa lần sau sẽ cẩn thận hơn. Tranh 2, bạn nhỏ vứt rác không đúng chỗ. Khi được cô nhắc nhở, bạn đã xin lỗi cô và nhặt bỏ vào thùng rác. Tranh 3, chị gái va vào làm em nhỏ ngã. Chị đã xin lỗi em và đỡ em dậy. Vậy theo em, mình cần làm gì khi mắc lỗi? À, qua hoạt động 1, các em thấy các bạn trong tranh khi mắc lỗi đã biết nhận lỗi, xin lỗi và đó là hành động kịp thời để sửa chữa lỗi của mình. Các em nên học tập các bạn đó nhé. Bây giờ, cô trò mình cùng tìm hiểu ý nghĩa của việc biết nhận lỗi và sửa lỗi qua hoạt động 2, kể chuyện theo tranh và trả lời câu hỏi. Đọc cho cô yêu cầu của hoạt động 2. Ở hoạt động này, có mấy yêu cầu? Đó là những yêu cầu nào?
Vậy các em cùng quan sát tranh, nghe cô kể lại câu chuyện làm thế nào là đúng. Hôm ấy tan học đã lâu, Huy và Nam vẫn mải mê chơi. Bác bảo vệ thấy vậy đến nhắc nhở: "Muộn rồi, các cháu về đi." Chần chừ một lát, Huy quay sang hỏi Nam: "Bạn sẽ nói gì với mẹ?" Nam nói: "Tớ sẽ nói thật với mẹ." Còn Huy nói: "Tớ sẽ nói là ở lại làm bài tập cùng với các bạn." Rồi hai bạn ra về. Về đến nhà, Nam vội chạy đến bên mẹ, nhẹ nhàng nói: "Con xin lỗi mẹ ạ. Lần sau tan học, con sẽ về ngay ạ." Mẹ Nam vui vẻ vỗ vai con nói: "Lần sau con không được về nhà muộn nữa nhé." Quẩn Huy thì ngượng nghịu, đỏ bừng mặt đến bên bố và nói: "Hôm nay con còn ở lại làm bài tập cô giáo giao cho." Trong khi đấy, bố Huy rất tức giận khi bạn hàng xóm cùng lớp nói: "Cô giáo có giao bài đâu mà cậu ngọt lại nói vậy." Vừa rồi, chúng ta đã được nghe kể lại câu chuyện theo tranh. Bây giờ, chúng ta đi vào yêu cầu 2 là trả lời câu hỏi nhé. Vì sao mẹ của Nam vui vẻ tha lỗi, còn bố của Huy lại tức giận? Biết nhận lỗi và sửa lỗi sẽ mang lại điều gì? Nếu không biết nhận lỗi và sửa lỗi, điều gì sẽ xảy ra? Mẹ Nam vui vẻ tha lỗi vì Nam đã nhận lỗi và hứa sẽ không mắc lỗi. Còn bố Huy rất tức giận khi biết Huy đã nói dối. Biết nhận lỗi và sửa lỗi là việc làm cần thiết vì mình sẽ được tha thứ và được mọi người tin tưởng. Không biết nhận lỗi và sửa lỗi sẽ thấy lo lắng, sợ bị người khác phát hiện. Mọi người xung quanh sẽ không tin tưởng mình. Các em ạ, trong cuộc sống, ai cũng có thể có một lần mắc lỗi, nhất là đối với các em ở tuổi nhỏ. Nhưng điều quan trọng nhất là các em biết nhận lỗi và sửa lỗi. Biết nhận lỗi và sửa lỗi sẽ mau tiến bộ và được mọi người yêu mến. Qua tiết học hôm nay, các em đã nắm được ý nghĩa của việc nhận lỗi và sửa lỗi, nêu được vì sao phải nhận lỗi và sửa lỗi. Cô mong rằng sau tiết học này, các em tự biết nhận lỗi và sửa lỗi nếu mình mắc lỗi nhé. Bài học hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái, chào tạm biệt các em.